Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng một số thành viên khác của Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng cũng trình danh sách để Quốc hội bầu, phê chuẩn và bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966, quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông hiện đang giữ các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, phó giáo sư, tiến sĩ văn học. Năm 1990, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kể từ năm 1991, ông Nguyễn Kim Sơn có nhiều năm làm công tác giảng dạy và quản lý tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 2 năm 2016, ông giữ chức phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, ông giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy, phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 1 năm 2019 là Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. Tháng 8 năm 2020 là Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Nguyễn Kim Sơn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng viên trong danh sách trình Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng hay thành viên khác của Chính phủ mang theo kỳ vọng lớn của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Và đó cũng chính là áp lực đối với từng cá nhân với những trọng trách kèm theo ngay sau khi được phê chuẩn. Một trong những vị trí chịu áp lực lớn nhất có lẽ chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn từ nghị trường Quốc hội, người đứng đầu ngành giáo dục luôn phải đối mặt với những chất vấn nóng bỏng, trực diện vì đây là lĩnh vực có phạm vi rộng luôn được cả xã hội quan tâm. Tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14, trong phiên thảo luận chiều ngày 29 tháng 3, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang đã đưa ra 3 vấn đề hy vọng chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tìm ra câu trả lời và các giải pháp hiệu quả. Trong đó, điều mà đại biểu băn khoăn nhất là lĩnh vực giáo dục. Giáo dục là một lĩnh vực mà chúng ta luôn nói là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng kết quả của ngành giáo dục lại là điểm kém sáng nhất trong bức tranh của nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021. Điểm chưa đạt được trong nhiệm kỳ này là sự đến nơi đến chốn trong công tác cải cách, đặc biệt là những cải cách quan trọng có những tác động lớn đối với nền kinh tế. Chẳng hạn như cải cách về giáo dục đào tạo, đến thời điểm này, những nỗ lực về giáo dục đào tạo vẫn đi một cách lưng chừng. Xuất thân là một người trong ngành giáo dục, nữ đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên chỉ ra nhiều câu chuyện bức xúc. Trong đó, đáng chú ý nhất là về sự cố sai sót trong bộ sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới. Vấn đề này đã không chỉ được đặt ra một lần. Sự cố xã hội hóa về sách giáo khoa trong năm vừa qua là một câu chuyện cay đắng, rất đáng phải quên đi. Nhưng đó lại là bài học kinh nghiệm xương máu cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nói là phải đi đôi với làm. Xin đừng để cử tri chờ quá lâu, chờ miệt mài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, những hạt sạn trong sách giáo khoa lớp 1 thậm chí còn làm dấy lên những tranh luận nảy lửa. Ý kiến trái chiều của các đại biểu Quốc hội hay những quan điểm phản biện gay gắt chính là thước đo về mức độ quan tâm của xã hội đối với ngành giáo dục, cũng như đòi hỏi bản lĩnh của những người đứng ở cương vị tư lệnh ngành. Thì chúng tôi rất cố gắng cả ngành giáo dục, nhưng mà không khó có thể tránh những cái thiếu sót, thì chúng tôi tiếp tục để lắng nghe, để hoàn thiện ngày càng tốt hơn. Chi bộ trưởng thì đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, với Chính phủ và với cá nhân tôi là đồng chí bộ trưởng đã nhìn nhận rõ là có sai sót và trách nhiệm thuộc về bộ. Trong đó là trách nhiệm theo luật định là thuộc về bộ trưởng. Những chất vấn trực diện, gay gắt với người đứng đầu ngành giáo dục không phải chỉ một lần và không chỉ là về một bộ sách giáo khoa trong suốt 11 kỳ họp của Quốc hội khóa 14. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sạn trong sách giáo khoa làm nóng nghị trường Quốc hội. Và trước đó đã xảy ra những tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội về những lỗi sai gây bức xúc cho cả phụ huynh và những người làm giáo dục.
Cho tới thời điểm này thì tất cả các trường học trên cả nước đã đi hơn 3/4 chặng đường của năm học đầu tiên tổ chức dạy và học theo chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1. Những sự cố trong quá trình viết, xuất bản dẫn tới sạn trong sách giáo khoa đã được điều chỉnh, những sai sót cũng đã được loại bỏ. Áp lực lên nhà trường và các giáo viên cũng dần lắng dịu, nhưng câu chuyện trên đã cho thấy bài học sâu sắc về việc lựa chọn sách giáo khoa. Từng khâu, từng chi tiết phải được thẩm định một cách khoa học, kỹ lưỡng. Và hơn hết, những người mang trên mình trọng trách phải luôn biết lắng nghe bằng tinh thần cầu thị, lấy lợi ích của hàng triệu học sinh là trên hết. Chỉ khi đó, những vết xe đổ mới không tái diễn khi mà lộ trình lựa chọn sách giáo khoa sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Trường tiểu học này đã chọn bộ sách giáo khoa tiếng Việt Cánh Diều để giảng dạy. Là bộ sách được phát hiện có một số nội dung chưa phù hợp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tác giả, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong khi chờ hiệu chỉnh, giáo viên đứng lớp đã chủ động thay thế các từ ngữ, bài học trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với học sinh. Giáo viên cũng chủ động dạy phân hóa theo đối tượng học sinh. Bởi vì chúng tôi cũng không yêu cầu đòi hỏi các con là phải nắm ngay được ở trên lớp, mà tôi sẽ đi sâu vào các đối tượng học sinh để chia ra những bạn nào mà khá giỏi hoặc là đọc tốt hơn thì có thể đọc được chọn bài tập đọc. Còn những cái bạn mà chậm hơn hoặc là các bạn chậm hơn thì các con có thể nắm được, nhớ được cái vần hôm nay học và cái âm hôm nay học. Và chúng tôi sẽ làm sao để chọn đọc phù hợp, và có thể những bạn chậm thì chúng tôi sẽ kèm thêm con để nắm được bài. Và sau hơn một học kỳ dạy và học theo sách giáo khoa mới, các giáo viên cho biết kiến thức lớp 1 năm nay không nặng hơn các năm học trước, nhưng cần giáo viên và học sinh có cách tiếp cận khác trước đây với từng bài học. Thì tôi thấy là đầu tiên thì các con cũng nghe khó khăn về cả phụ huynh nữa ạ. Thì cũng bảo dạy con như thế nào để biết đọc, thì tức là một từ câu đoạn rất là dài. Thế nhưng mà bây thời điểm này hết 4 tháng thì các con đã biết đọc đoạn văn, từ câu cũng là lưu loát và đọc được đoạn văn dài. Và toán các con cũng đã biết tính toán, nói chung là cộng trừ xong vào bên 10, rất là thành thạo. Và qua kết quả học kỳ 1 vừa qua thì cũng có một kết quả cũng là rất là tốt. Và nhiều bạn đạt điểm 9-10 ạ. Vâng. Bạn lớp 1 A2 thì các bạn tiếp thu bài khá tốt, chữ viết của các bạn cũng khá sạch sẽ, nhiều bạn tính toán rất là nhanh, làm toán rất là tốt, đọc viết thành thạo. Cũng còn một vài bạn là tốc độ đọc còn chưa nhanh. Nhìn mặt bằng chung của các bạn lớp 1 A2 thì tốc độ của các bạn học rất là đều. Năm đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa từ lớp 1 do các trường chọn sách, đến năm nay sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập hội đồng lựa chọn. Nhiều ý kiến cho rằng điều này có phần gây xáo trộn trong việc dạy học và việc lựa chọn nên tôn trọng ý kiến của giáo viên. Người giáo viên là người sử dụng cái bộ sách đó, cho nên cái bộ sách đó là phải đưa về cho người ta từ khi mà bắt đầu, để người ta xem xét, người ta thấy rằng nó thích hợp với cái mình. Thế thì chính cái đó là cái mình bật nhận, mà mình phải căn cứ trên cái ý kiến của giáo viên để mà mình lựa chọn, chứ không phải căn cứ trên một cái người có quyền lực nào cả. Từ cái khâu đọc và đề xuất lựa chọn ở các cơ sở giáo dục cho đến khâu tổng hợp, tôn trọng sự lựa chọn của các cơ sở giáo dục, rồi đến cái bước là hội đồng thẩm định phải xây dựng trên một cái đội ngũ là những người có kinh nghiệm, có trách nhiệm, và sự lựa chọn làm sao để là tránh cái sự xáo trộn sau khi chúng ta thay đổi cái thẩm quyền lựa chọn. Việc chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới tại các địa phương phải hoàn thành và báo cáo danh mục sách giáo khoa lựa chọn về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 4. Hiện tại, Bộ cũng đang chuẩn bị cho thẩm định sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10. Giáo dục có lẽ là ngành nhận được sự quan tâm lớn nhất của toàn xã hội vì có ảnh hưởng tới mỗi gia đình. Do đó, không có gì là khó hiểu khi các vấn đề được nêu ra tại nghị trường Quốc hội luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và một sự kiện xảy ra trong phạm vi nhà trường cũng có thể làm dấy lên những tranh luận rộng rãi. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng đôi khi một câu chuyện cụ thể cũng dễ bị đánh đồng thành một vấn đề của ngành giáo dục. Hoặc những vấn đề bức xúc khiến cho nhiều người dễ quên đi những điểm sáng tích cực. Là người theo dõi giáo dục dưới góc nhìn của tôi thì 5 năm qua là quãng thời gian mà giáo dục cũng đã tạo ra được nhiều đòn bẩy với những kết quả quan trọng.
đơn cử là việc xây dựng ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm thực hiện cải cách giáo dục, Việt Nam có một chương trình giáo dục phổ thông hoàn thiện theo tinh thần đổi mới và hội nhập quốc tế. Chương trình phổ thông mới 2018 theo hướng chuyển từ truyền đạt một chiều nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực của người học, giải quyết được những căn bản, những hạn chế bất cập đã từng tồn tại như áp lực học tập, thiếu kỹ năng mềm, chú trọng điểm số hay phụ thuộc vào sách giáo khoa, thiếu trải nghiệm thực tế. Hay nhằm thực hiện tốt chương trình mới thì từ năm học 2020-2021, 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được phê duyệt để các địa phương sử dụng và lựa chọn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục thực hiện chủ trương này, phá bỏ việc độc quyền biên soạn và phát hành sách giáo khoa, tạo sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng sách giáo khoa. Và còn những đòn bẩy nào nữa mà ngành giáo dục sẽ cần tiếp tục phải phát huy trong thời gian tới? Chúng tôi đã có một phần tổng hợp ngay sau đây. Ban hành hai luật quan trọng. Hai năm liên tiếp trong một nhiệm kỳ, có hai luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được soạn thảo, thông qua và lần lượt đi vào cuộc sống. Đó là sự ra đời của Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Với việc ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018, các chính sách liên quan đến tự chủ đại học được phần nào tháo gỡ, giúp các trường thực hiện tự chủ, có bứt phá mạnh trong đào tạo và nghiên cứu, góp phần tạo ra diện mạo mới cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Giáo dục Việt Nam thăng hạng. Năm 2019, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam xếp thứ 68 trên 196 quốc gia trên thế giới, tăng 12 bậc so với năm 2018. Lần đầu tiên, Việt Nam có 4 trường đại học vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, có 11 cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam nằm trong danh sách 500 trường đại học hàng đầu châu Á. Những chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo của Việt Nam cũng được các tổ chức giáo dục thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Theo báo cáo năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, giáo dục Việt Nam đứng thứ 15, tương đương với các nước như Hà Lan, New Zealand, Thụy Điển. Nhiều chỉ số về giáo dục của Việt Nam được đánh giá cao trong khu vực như tỷ lệ học sinh đi học và hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt 92,08%, đứng ở top đầu của khối ASEAN. Giáo dục tiểu học đứng vào top đầu của các nước ASEAN. Trong các đợt đánh giá PISA, Việt Nam đạt kết quả vượt trội so với trung bình của các nước trong khối OECD, trong khi mức đầu tư cho giáo dục của chúng ta thấp hơn hẳn. Và ngay từ đầu năm 2017, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi với tỷ lệ huy động đạt 99,98%. Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa với một số đối tượng trẻ vùng khó khăn, trẻ khuyết tật. Đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra và thi trung học phổ thông. Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gộp chung hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng thành một kỳ thi gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Sau 2 năm triển khai với nhiều điểm chưa hợp lý, ngành giáo dục đã cải cách rút gọn kỳ thi trung học phổ thông. Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, kỳ thi được tổ chức ngay tại địa phương, thí sinh không phải tập trung với các thành phố lớn, giảm áp lực thi cử, khắc phục cơ bản tình trạng học lệch, học tủ đã diễn ra trong nhiều năm qua và giảm tốn kém cho xã hội. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, gian lận thi cử tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La được xem là chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi quốc gia. Nhưng các hành vi gian lận đã bị xử lý nghiêm, ngăn chặn triệt để. Để rồi năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được tổ chức thành công, tạo thuận lợi cho xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Rõ ràng, dù còn nhiều bất cập tồn tại, song trong 5 năm qua, những đòn bẩy quan trọng cũng đã được kiến tạo, đặt nền móng cho những kỳ vọng vào sự khởi sắc quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Vâng, rõ ràng là dư luận đang chờ đợi và có không ít kỳ vọng người kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới đây sẽ có những quyết sách quan trọng để giải quyết tận gốc những tồn tại bất cập, tiếp tục tạo thêm những đổi thay tích cực cho ngành giáo dục. Đó cũng sẽ là chìa khóa quan trọng góp phần vào sự phát triển của đất nước bằng việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Không gì hơn, hãy cùng nghe những mong muốn, kỳ vọng của những người đang bằng nhiều cách khác nhau tham gia vào công cuộc chồng người.
là một cái người có kinh nghiệm, đã trải qua tất cả các cái cấp lãnh đạo từ thấp đến cao ở trong Đại học Quốc gia Hà Nội rồi, thì giáo sư bộ trưởng chắc chắn là sẽ có đủ cái bản lĩnh và kinh nghiệm để lèo lái cho con thuyền giáo dục này. Tiếp tục giảm các áp lực về hồ sơ, sổ sách, thanh tra, kiểm tra, những chỉ tiêu, những hội họp, và tiến tới cho phép giáo viên được sử dụng hoàn toàn hồ sơ giáo án, sổ sách điện tử, giảm bớt cái lãng phí do in ấn. Tham mưu với các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể để đảm bảo cái chế độ cho giáo viên, để giáo viên có thể yên tâm công tác bằng nghề, và đặc biệt nữa là có một cái chế tài để đảm bảo đến an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay thì mọi người đang nói là nghề giáo viên là nghề nguy hiểm. Bộ trưởng sẽ hiểu được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên bởi những chế độ chính sách trong ngành giáo dục. Từ đó có một cái cơ chế tuyển dụng giáo viên thật giỏi, đẹp về hình thức, giỏi về trí tuệ để thực sự là những kỹ sư tâm hồn. Tôi mong muốn bộ trưởng mới kế thừa và phát huy chính sách xã hội hóa giáo dục, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các trường tư thục phát triển. Giáo dục tư thục phải tự lo về cơ sở vật chất và tài chính. Vì thế, giáo dục tư thục rất cần cơ chế tự chủ về tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ luật giáo dục 2019. Rất mong là tân bộ trưởng sẽ tin tưởng vào thế hệ giáo viên trẻ hiện nay, và chúng em chắc chắn sẽ đảm bảo được tất cả những gì mà Bộ Giáo dục giao cho, cũng như thực hiện tốt những việc mà Bộ Giáo dục sẽ hướng tới trong năm tiếp theo. Không biết ông là cái người mà đã có kinh nghiệm lãnh đạo một cơ sở giáo dục đại học lớn của nước nhà, và trong thời gian đó thì ông cũng tham gia làm những cái chính sách không chỉ với ngành giáo dục mà còn những cái chính sách phát triển vùng, phát triển quốc gia. Và vì vậy cho nên là chúng tôi cũng như là các anh chị em ở trong ngành rất là tin tưởng vào tân bộ trưởng. Tôi chỉ có 15 chữ để chia sẻ và để chúc cho tân bộ trưởng sẽ chèo lái cái con thuyền giáo dục thành công như là mong đợi của người dân. 15 chữ là thế này: nói ít, nghe nhiều, nghĩ sâu, nhìn rộng, hành động đi đôi với tuyên truyền.